Hello, chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel game của mình. Mình là kênh tài chính hòa hợp đây. Ở đây là mình giới thiệu cho mọi người một con game Gunpow mọi người ơi. Con game Gunpow xem vào kênh giải trí tổng hợp thì con game này khá là dễ đăng ký tài khoản, thì mình đã ghi sẵn ra một cái tài khoản đây rồi, thì anh em là Android người thì chú ý là liên hệ với lại bạn Mặt này, bạn Quỳnh, bạn Di để được hỗ trợ cách đăng ký tài khoản. Sau này mình sẽ có thêm một số lớp bạn nữa sẽ giúp đỡ mọi người cách đăng ký tài khoản. Đối với dòng máy Android 10 thì sẽ không thể đăng ký được tài khoản. Còn các bạn các cái dòng Android thấp hơn thì các bạn đăng ký tài khoản nhớ là tạo tài khoản là không viết hoa, mật khẩu thì cũng không viết ký tự đặc biệt nhé. Sau khi mọi người viết xong như này thì mình sẽ tiến hành bấm vào cái nút đăng ký này. Rồi, sau khi mình đăng ký xong thì mình sẽ đăng nhập rất là đơn giản để có thể là tạo được tài khoản với con game Gunpow này. Thì game Gunpow KGTTHS2 mọi người nhé. Đây các bạn, mọi người có thể là liên hệ với lại các bạn đó để đăng ký tài khoản này. Đây bạn Quỳnh đây, ID7859, bạn gấu mèo đấy. Ồ, cái này nó bị che đi mọi người ơi, cái này nó bị che đi này, khó biết cái ID phết. Rồi sau khi vào tới đây rồi thì mọi người bây giờ mình sẽ tiến hành là mình tạo cái nhân vật. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy game hay và các bạn yêu thích thì nhớ để lại cho mình xin một like nhé. Rồi, các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè cùng chơi. Nếu thấy kênh bổ ích thì mọi người để lại cho mình xin một sub nhé, để mình có động lực nhiều hơn nữa. Cố gắng anh em sub cho mình để mình lên được 10.000 người đăng ký nhé. Rồi, sau đây mình sẽ tạo tên này. Đó, mình để tên như này luôn. Rồi, chắc là cái ký tự này nó bị cấm rồi. Rồi ok, mình đã tạo xong tên nhân vật rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ... Rồi, mới đầu thì anh em có thể là vào xem cái phần giới thiệu này. Còn anh em không muốn xem thì anh em bỏ qua luôn để ta tiến hành là vào trải nghiệm game cho nó sớm nhất có thể nha anh em nhé. Rồi, thì ngay sau khi vào đến cái bước này rồi thì... Đây, mình sẽ bấm vào cái mục thích lập. Đây có cái mục nhạc này. Rồi sau khi bấm vào đây rồi thì mọi người bấm cho mình cái nút nhiệm vụ này. Sau đó là mọi người đến cái nhiệm vụ mạo hiểm du hành, cái nhiệm vụ đầu tiên này. Đấy. Rồi nhân vật mới đầu vào thì tốc độ hơi chậm. Rồi game đã việt hóa cho anh em là gần như là full rồi, thì còn có một số đồ ở trong shop thì chưa được việt hóa hết thôi. Còn lại đâu là trong quá trình game đã được việt hóa hết cho anh em rồi, nên là anh em sẽ là trải nghiệm từ cái thắng này đã việt hóa rồi anh em này, vượt ải hoàn thành còn sinh lực này, vượt này đó. Sau khi bắn cái con đầu tiên này thì mình sẽ bấm vào chữ nhiệm vụ, sau đó mình sẽ bấm vào cái nút hoàn thành này. Đó, thì anh em sẽ được 500 hộp dương đạo cụ nhá. Đấy, anh em thấy không? 1.500 điểm hạng để cho anh em lên và cho anh em dễ dàng ghép hạng hơn.
và sẽ được phi cho anh em 15 triệu này, 5 triệu ruby đó, anh em thấy không, VIP 13 luôn, ngon nư, chất nư đấy. Sau khi xong rồi thì anh em có thể là đi luôn cái đây, mình quay trở ra nhé. Đó, mình bấm vào thực thư để nhận hết đồ trong thư này luôn. Rồi, mình sẽ tiến hành, mình sẽ trải nghiệm thật nhanh đi. Đấy, mình mặc hết cái đồ này vào. Mặc luôn. Mặc. Đấy, server rất là đông luôn, cho nên là cũng thoải mái, anh em có thể giao lưu kết bạn cùng với lại mọi người trong server. Bây giờ mình sẽ đi tiếp vùng mạo hiểm tiếp này anh em ạ. Đi chiến luôn này. Rồi mình sẽ bấm này. Rồi mình đã tiếp tục, mình đi khiêu chiến tiếp này. Rồi mình bấm luôn này. Cái này nó còn có xíu máu thôi anh em ạ, cũng chưa được. Rồi mình sẽ làm nhanh cho anh em đối thủ có thể là biết là để trải nghiệm game cho nó dễ dàng hơn nhé. Rồi cảm ơn mọi người luôn. Rồi sau khi mình đi đến đây rồi, mình sẽ nhận hết những các cái nhiệm vụ này luôn để lên cấp. Làm nhanh nào anh em ơi. Đó, lên level 7 này, hàng ngày mình bấm luôn, hoàn thành luôn. Đó, mình quay về này. Chọn và muốn cho mình một mục phúc lợi nhé. Bấm hết quà điểm danh luôn đi. Rồi quỹ trưởng thành thì anh em mua quỹ luôn được, ăn cho nó có văn hóa anh em. Rồi anh em online 10 phút nhận kim cương cộng với lại cái cục trứng pet này anh em ạ, để mình úp pet đây đấy, những con pet để sau này úp riêng pet thì đã có hộp này rồi, 100 kim cương, 20.000. Rồi 20 phút thì anh em được 10 ấn, 30 phút thì anh em được 2 loại đá khảm level 6, 1 tiếng anh em được đá vô cực level full 12, cộng với lại 1 ống tiêm sinh hóa. Nhưng mà thường thường thì anh em ít khi dùng ống tiêm lắm. Rồi online được 2 tiếng thì anh em nhận được một bộ set thời trang cô gái đội mũ hoa thì rất là xinh, cộng với lại đá tấn công 10 viên luôn anh em, úp chỉ mất có 8 hay 9 viên thôi. Đây, như vậy là quà thưởng online rất là nhiều luôn anh em. Đẳng cấp thì anh em có thể là ăn thêm rất là nhiều kim cương ở đây. Rồi, sau khi đẳng cấp thì mình sẽ review cho anh em cái quà. Đây, cái này thì ưu đãi thì anh em mua mỗi ngày gọi là văn hóa 1 cái, 2 cái thôi, không cần có mua nhiều. Còn đâu là anh em muốn có ấn hạng thì anh em có thể là vào đây quay. Đây, quay may mắn thì sẽ được ấn hạng nhé. Mình sẽ mở vòng quay đầu tiên cho anh em coi nào. Đấy, quay luôn. Rồi, có pet này anh em ơi. Rồi, vòng quay may mắn thì có đầy đủ luôn. Đây, vòng quay may mắn thì có pet này. Còn pet này có pet rồng luôn. Một lì xì, anh em chỉ quay một lúc là có phong bì đỏ thôi, cũng không có gì khó khăn đâu anh em. Phong bì đỏ này, lì xì đó, với lại bộ này. Bộ này khá là đẹp luôn, một cô gái thời trang khá là cá tính luôn. Sau khi anh em quay được 20 vòng thì anh em sẽ nhận được dương thức tỉnh này. 100 vòng thì anh em nhận được cái hộp quà đồng xu cầu phúc. 200 lần anh em được 30 mảnh dấu ấn để anh em tăng được lực chiến lên cho mình nhé. Rồi, không có gì để anh em cày thuốc cả, rất là đơn giản thôi. Đây mình sẽ quay, nếu mà quay may mắn thì gặp gì tìm luôn, tí cuối game luôn anh em, không tí cuối game thì anh em có thể là sao chơi không lo bị
phế hay là bị nép cả. Rồi, cảm ơn mọi người đã giúp mình xem, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Rồi thì nói chung là anh em chơi đến một cái độ nhất định thì anh em sẽ thấy cái sức mạnh của mình nó cải thiện lên rõ ràng, và cái trình độ PK của anh em nó cũng ngon này luôn anh em. Đấy, mình quay từ nãy giờ mới mất có một ít thôi, còn rất là nhiều kim cương để mình quay và quay may mắn lên luôn đó anh em thấy không, vẫn chưa được cái cánh này, vẫn chưa được bộ quần áo, vẫn chưa được lì xì. Rồi mình sẽ cố gắng quay thêm một chút nữa để cố gắng lấy lì xì cũng như là con pet này. Rồi đến đây rồi thì anh em có thể là ra tiến hành là đầu tiên là chỉ chủ yếu là tiến hành đi nhiệm vụ anh em, để mình nâng cấp. Nếu mà muốn không muốn nâng cấp nữa thì có thể để level 18 hoặc là mấy chục gì đó thì anh em đi đấu trường này. Đấy, anh em đi đối kháng điểm. Đấy, cái này là một địa điểm này anh em ơi. Địa điểm nó sẽ tăng cấp đồng, để mình nói cho anh em cái địa điểm này nó có tác dụng gì nhá. Rồi sau khi thì anh em địa điểm thì anh em bấm vào cái mục hoạt động cho mình. Đó, anh em chọn cho mình cái mục tăng bậc thi đấu. Đấy. Sau khi anh em địa điểm thì sẽ có rất là nhiều kim cương ở đây và cũng rất là đẹp. Cái bậc điểm của anh em sẽ tăng lên theo. Đây có rất là nhiều bậc thi đấu và mỗi một bậc thi đấu đều có ấn lực chiến, kèm theo đó là kim cương anh em, rất là nhiều kim cương. Anh em chịu khó cày cuốc thì có tất cả thôi, không có gì khó cả. Rồi cái phần tích lũy nạp thì anh em tích lũy nạp full mốc thì anh em sẽ nhận được đây 1 triệu thì anh em đã nhận được 30 mảnh rồi, và một con rồng thì anh em 20 triệu, 2 triệu thì anh em được voi PP, con voi bì bì nhá, bên lại 30 trái đào. Còn anh em tích 5 triệu, anh em nạp 5 triệu kim cương, nó rơi vào tầm khoảng 70 mấy nghìn ấy, thì anh em được 3 món 3 tuổi, xét 3 tuổi cực kỳ là vip luôn. Rồi hôm trước là 2 tuổi là vip lắm rồi, thì bây giờ là xe vào đã có xét 3 tuổi, kèm theo đó là lợn thần tài. Anh em nạp 100 thì anh em sẽ nhận được toàn bộ xét 3 tuổi luôn. Đây dưới mức nạp này anh em sẽ được nhận thời trang này, được cánh hoa này. Đấy, và được ảo hóa cộng với lại thú cưỡi gấu trúc du lịch 20 triệu thì anh em nhận được ảo hóa. Ảo hóa này là ảo hóa thần tài nhá, cộng với lại con thú tên lửa. Đây ảo hóa tôi ngộ không đây, và có cá heo đây, có cánh, có bộ quần áo rất là đẹp luôn. 50 triệu thì anh em có thể lấy luôn lì xì luôn, cộng với lại 10 triệu kim cương, cộng với 400 dấu ấn, cộng với lại ảo hóa bé ma. Rồi thì mình sẽ review tiếp cho anh em về cái mục online thưởng server mới gì đấy. Anh em có thể là nhận online thưởng server mới. Tích lũy tiêu phí thì anh em có nghĩ rồi, anh em có kim cương rồi thì anh em sẽ tích lũy tiêu tốn và tích lũy. Tích lũy đến 50 triệu anh em sẽ nhận thẳng một trái bóng chảm sát thương, một viên là 300%, nhân 13 viên là 900%. Anh em có thể thoải mái đi hạng với trái bóng này của mình, nhưng mà cũng không thể quên được rằng lì xì cũng sẽ rất là mạnh nha anh em nhé, không cẩn thận là lì xì là đào xuống luôn. Rồi sau khi mình tới đây rồi mình sẽ tiến hành bấm vào cái mục ghép, level 16 mình mới có thể ghép được cơ.
Rồi, bây giờ là nhiệm vụ của anh em đó là đi mạo hiểm thôi. Anh em sẽ cày hết cái mạo hiểm này. Đó, anh em sẽ cày hết cái mạo hiểm này. À, anh em đi hết cái mạo hiểm này đã lên cấp độ thì server lên cấp độ khá là nhanh anh em nhé, cũng không có gì là lâu cả. Nếu mà chịu khó cày thì trong vòng một tuần anh em có thể lên 90 rồi, rất là nhanh. Đây mình có thể nói thêm cho anh em là mọi cái nhiệm vụ này đã đều được việt hóa toàn bộ rồi anh em ạ. Đây. Đây, nhiệm vụ cũng đã được việt hóa toàn bộ luôn. Tăng cấp này, đã tăng cấp này hoàn thành này. Đấy, em thấy không? Năng lực mạnh hơn này. Sảnh thi đấu này, tham gia đấu điểm một lần. Kết bạn đến giao diện bạn bè và kết bạn này. Thú cưng bầu bạn nhận một pet, tranh tài xem bài xếp hạng. Đấy, luật phó bản, mua bạch tuộc dễ này. Công hộ pháo thủ rất là nhiều. Tất cả những nhiệm vụ này đã được việt hóa cho anh em rồi. Phụ này thì có nhiệm vụ sảnh thi đấu này, sảnh thi đấu 2 này, có bản nhóm sảnh thi đấu. Rồi, nhiệm vụ hàng ngày thì có hội viên vui vẻ, tiền tài như nước này. Anh em có thể là xem những các cái nhiệm vụ này đều đọc bằng tiếng Việt hết anh em nhé. Rất là dễ dàng để chơi game, không như lúc trước. Chơi game anh em cần phải hiểu một cái ngôn ngữ Trung Quốc rất là khó chịu luôn. Đối với lại bản Việt này thì đã được việt hóa toàn bộ cho anh em rồi. Cũng không việt hóa hết được 100%, việt hóa tương đối thủ tiết rồi anh em ơi. Đây 5.000 cái quả trứng được rồi thì anh em biết rồi. Đấy, mở một quả trứng tận 5.000 quả anh em ơi, rất là khủng khiếp luôn. Đây pet thì khỏi nghĩ rồi, có quả trứng này thì anh em có thể hút pet được. Đó, đây là hai phát là 10.000 quả anh em. Đấy, rất là nhiều lợn này. Đấy, trước mắt thì anh em chưa có pet ship thì anh em có thể là xài pet, anh em đập trứng ra. Đấy, mình sẽ đập một quả trứng, một số trứng ra. Đó, sau đó là anh em sẽ quay về thăm pet để anh em hút cho nó. Đây, anh em chú ý là sau khi kích duyên thì anh em nhớ chú ý là những con có tư chất 34 là thì mới có thể kích duyên được nhé. Còn sẽ tăng cấp cho pet thoải mái luôn. Rồi, đã được 15 rồi anh em, quá đơn giản rồi. Mình sẽ bấm vào giữ lĩnh ngộ. Đây, anh em phải tiến hóa nó lên. Rồi, mình sẽ cho pet tiến luôn. Rồi, khi nào mà anh em chơi được đạt được cái mức độ chơi đỉnh cao rồi thì anh em không thể suy nghĩ luôn vì là gắt. Rồi, cảm ơn anh em đang xem live, cảm ơn rất là nhiều. Tạo áp sát đi với anh. Đây, đến mức một cái mức nào đó thì mình sẽ cho anh em xem solo nha. Mình sẽ solo cho anh em coi này, để xem cái sức mạnh của mình nó đến đâu nha anh em nhé. Xem là cái trình bắn của mình nó ra làm sao. Đây, khi nào anh em chơi đến một thời điểm nhất định thì anh em có thể là solo giao lưu và tranh tài thì anh em có thể là sẽ được như mình thôi. Chịu khó cày cuốc thì anh em cũng sẽ được như mình như này thôi anh em. Đó, bây giờ mình sẽ đây, bộ kỹ năng mình đã full hết rồi. Pet biết mình đã đầy đủ rồi anh em. Đây, con pet đây, mình cho anh em xem luôn con pet này. Giảm độ khí, cầm nặng, đóng băng và miễn dịch đóng băng. Chỉ vậy thôi anh em. Rồi, con pet của mình nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cưỡi thì có một số thôi.
Rồi, sau đây là mình sẽ bắn thử cho anh em một trận để coi xem nó như thế nào nhá. Rồi, để xem cái trình sau này anh em chơi cái trình bắn của anh em nó sẽ đến đâu nhá anh em nhé. Rồi, ai sẽ là người tham gia thi đấu cùng với lại mình nào. Ông một đi, bắn ông một đi. Bắn ông một. Bắn ai nào. Ai đủ sức mạnh để bắn được mình đây. Bạn gấu mèo, bạn chơi khá là lâu rồi cho nên bạn bắn hơi bị gắt luôn. Đây rồi, có kèo rồi, có kèo thơm rồi anh em. Ừ, có kèo thơm luôn, đấu luôn. Đấy. Rồi, thi đấu với ông Bụt luôn anh em. Ngại gì đâu, mình sẽ chiến luôn nha. Đấy, anh em sau này chơi đến mức chỉ 1-2 tuần thôi đấy, anh em sẽ đạt được cái tay bắn như mình thôi, không có gì khó khăn đâu. Đấy, chơi game là game này thì đại gia cho nên người bình thường cũng có thể là ngỏ, nếu như mà bắn kém và không tính được lượng đam thì sẽ thua thê thảm anh em ạ. Đấy, và đi hạng còn rất là nhiều, những các cái nó khó khăn nó dồn đến. Đấy, vừa mới nói xong này, làm một quả luôn đấy anh em. Nếu có lộ 7 thì nó sẽ nguy hiểm như thế này đây anh em. Chỉ cần một chiêu là người tiêu đây. Dẫu thì đợi tao quay lại rồi luôn anh em. Mình bây giờ mình sẽ bắn một tôn không bắn ngay mà mình sẽ bụt lóa mắt luôn anh em. Ông bụt lóa mắt luôn, kèo này ông bụt nghe là căng căng cửa lóa mắt luôn. Rồi ông bụt hãi rồi, không dám ai biết rồi. Ui ông buồn, ông buồn đi rồi. Rồi mình sẽ bắn nhẹ nhàng với lấm nha. Lần này mình sẽ bắn tình cảm. Giả thứ 3. Rồi anh em đang tập trung đi điểm rất là đông cho nên là ở ngoài sảnh đứng cũng có ít thôi. Đây, anh em có thể xem bắn luôn. Bạn gấu mèo thì cực kỳ là pha đô rồi, khỏi nghĩ luôn anh em. Chỉ là level chỉ vậy thôi, không có thể bắn khá là gắt luôn anh em. Đây, để xem bạn ấy phòng thủ đến mức nào nha anh em nhé. Đấy, anh em chơi game thì cũng sẽ hiểu dần về game thôi. Đấy, bạn ấy phòng thủ chưa? À, đấy, thấy chưa? Ghê chưa? Đấy, coi như là mình lại trở về cái vạch xuất phát ban đầu mất rồi. Còn có 5 nộ khí thôi. Rồi luôn. Còn rất là nhiều kèo, rất là khoai anh em. Rất là khoai. Rồi luôn, may của mình không bị con pet nó cắn rồi kìa. Rồi anh em chú ý chọn cái vị trí tốt để bắn nhá. Có vẻ là bắn mà anh em không chú ý, không cẩn thận là không đỡ được luôn đấy. Không kiểm soát được tốc độ tốt luôn. Ừ, người ta cố tình bắn hụt ra ngoài anh em ơi. Giả vờ đấy. Rồi nhá, người ta vẫn còn dự trù được rất là nhiều cái lượt bắn rất là gắt như này nha. Rồi chặn luôn hắn rồi. Xem nào, hắn bắn kiểu gì nào. Hắn chạy kiểu gì. Chắc chắn là hắn sẽ chạy lên rồi. Hắn lợi dụng sức gió, hắn sẽ chạy lên thôi. Đấy, mình biết ngay mà. Chạy là cái giác. Đó, mọi người thấy không? Đấy. Ghê chưa, ghê chưa.
Đấy, mọi người bắn thấy cái gặp kèo khó ngay. Chỉ cần một kill là người đấy, giờ nãy mình dùng quá nhiều thể lực. Đấy, thấy chưa? Anh em thấy không? Rất là nguy hiểm luôn. Mình chỉ cần dùng sai một phát thôi nó đã phải trả giá bằng một trận chiến thua rồi. Đấy, anh em chơi có thể là sau này anh em giao lưu học hỏi những các người chơi rất là kỳ cựu như này. Rồi, làm thêm kèo nữa rồi mình cũng kết thúc buổi review game tới đây nhá. Rồi, kèo này mà không thắng nữa là hơi bị buồn đâu. Gắt quá. Rồi luôn. Đấy, vừa bị bắn vào này, bò nhé. Rồi ăn cầm nặng rồi, anh em ơi, vãi thiệt chứ. Đấy, anh em có thể là đã hình dung ra bạn EF cấp nhưng mà bạn bắn rất là tài năng luôn anh em. Chỉ sảnh một tun nhẹ nhàng cái là nó đã không cứu vãn được tình hình rồi. Rồi mình đợt này là mình có một tun trước này anh em này. À. Đây, nếu mà như bạn ép cấp này thì cũng đơn giản thôi. Ô, bạn ấy có lượt rồi anh em ơi, không được rồi. Bạn ấy vẫn có lượt này anh em này. Trời ơi, vậy là không có tác dụng gì luôn.